Khỏi vì đang tới dân phơ ca nghe chưa làm tay sky chẳng á mà bà dân hot nơi dân làm bạn ca nghe bà hay nam mới gọi dân tha chứ là ca pia luôn bây giờ chẳng cứ covid đang chẳng đây tao lại ta bây giờ phát phòng mùi ấy bị sòn ọt nếu giờ còn dân và bạn đây đối ra thì thật là con cầm long pin để ca sòn nó cứ khang dân nhom biên ca rồi bà rom đá chẳng cứ ắt ban ở từ đồng bọn tiếp cho nãy cứ tới từ phòng công nào tạm đoan bà nhóm lưu sau là kịp xài dân tư đào pi dân tư ở hiện đa thì chàm khai ngoan câu nơi chật chật nữa tận tâm nâng bờ chiều bờ rót mùi chùm nún đài mình miên cầm rồng phơi đầm na cầm sán bắt tay có miên bờ rót khla có miên cầm rồng trăng đào cầm sán nâng bàn treo lẹ cả nã có đôi chia ca cọ rụi rò hai đài giang na có đói ở chung vinh cả crong đào cầm sán bờ bờ chiều bờ rót đài nú cứ ai cả đầm thằng con rò mình treo cột xuống tê xó có bàn thay thà bạch bòn ní cột xuống tê xó có bàn đại tranh vị thiên ca chỉ tra ơn ao ăn vót đầm bay tụp scat bệnh hà covid đập làm buồn tam sa cùng cả nã đài cột xuống cật than nâng miên bong bờ ốn ទេសចរក្នុងស្រុកចេញធ្វើដំណើរច្រើនទៅកាន់គោលដៅទេសចរនានាក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាខាងមុខនេះតាមអគ្នាគឺសូមរួមគ្នាបើ៣ភាគីនេះត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីធានាឲ្យបានដល់សុខភាពទេសចរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាទេសចរដែលទៅលេងនៅតាមគោលដៅហ្នឹងក៏សូមរំលឹកឡើងវិញនៅភាសា ណែនាំរបស់សម្ដេចជួរដំត្រីនិងក្រសួងសុខាភិបាលតាមពីបញ្ហាសុខភាពនេះហើយក៏នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សូមមេត្តាយល់អធិស្ឋ័យនិងអនុវត្តទៅតាមវិធានសុខភាពរបស់ទេសចរដូចជាថតាកន្លែងខ្លះដែលទៅច្រើននេះពេកវាមិនអាចផ្ទុកបានសូមជួយសម្រាលទៅកន្លែងមួយទៀតបាទកុំឲ្យនៅគៀកនេះពេកបាទហើយកុំភ្លេចរៀងដៃកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ហើយអង្គុយឃ្លាតឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នា
Knong Jumnatka, no, I get down town con, got man snap bomb on this jaw, that change dagum sand, throws a hacker, throw blotch, move, but I say a tan, they do a supper bock loon, the Almulatan achieve a camp this jaw, no pale, dumb row, mean car got more, pale jolt to two seva, dumb by nip, dap or the mintra lap, got a name mulatan achieve a camp, none the bontes jaw, mean to a pet one and got a nature long, go with the prambunch at Amnu.